Bây giờ là 18 giờ. Mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức có ngay sau đây. Ngày 26 tháng 11, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã báo cáo trước Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng năm 2024. Tổng Thanh tra Chính phủ đánh giá công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thường xuyên được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, nhất là Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Các bộ ngành, địa phương, các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp với quyết tâm chính trị rất cao, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, Tổng Thanh tra Chính phủ nhìn nhận vẫn còn tồn tại hạn chế, trong đó việc khắc phục những sơ hở bất cập trong cơ chế chính sách pháp luật còn chậm so với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được triển khai thực hiện toàn diện. Việc truy bắt đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn. Giá trị tài sản phải thu hồi trong các vụ án tham nhũng tiêu cực còn tồn đọng lớn. Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ ra tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm, chậm được khắc phục. Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, thời gian tới phải tiếp tục nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, kiên quyết chấn chỉnh, xử lý tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai, không dám làm trong cán bộ đảng viên. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế về phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm toán tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực. Cùng với đó giải quyết kịp thời các tố cáo, kiến nghị, phản ánh về tham nhũng tiêu cực liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương, cơ sở, khắc phục tệ tham nhũng vặt và tình trạng trên nóng dưới lạnh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 119 yêu cầu một số bộ liên quan và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử. Theo công điện 119, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tiếp tục rà soát luật thương mại và các văn bản vi phạm pháp luật liên quan để kịp thời đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về quản lý thương mại điện tử, tăng cường công tác cảnh báo hướng dẫn người tiêu dùng qua thương mại điện tử, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn chứng từ, trong đó nghiên cứu đề xuất quy định người bán có thể ủy nhiệm cho sàn giao dịch thương mại điện tử lập hóa đơn điện tử giao cho người mua, quy định trách nhiệm các bộ cơ quan liên quan trong việc phối hợp với Bộ Tài chính triển khai các giải pháp hóa đơn điện tử đối với hoạt động thương mại điện tử. Trình Chính phủ xem xét ban hành nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử, nhằm quản lý chặt chẽ hơn nữa hoạt động xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung quy định pháp luật nhằm tăng cường chế tài xử lý, đình chỉ, ngăn chặn, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan lĩnh vực thương mại điện tử. Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan thúc đẩy triển khai cung cấp dịch vụ xác thực điện tử cho các sàn thương mại điện tử, bảo đảm các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đều được xác thực danh tính khi tham gia cung cấp trao đổi hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử, tránh thất thu thuế và các hành vi gian lận. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11 km bằng ngân sách thay vì vốn ODA như kế hoạch. Phương án mới này được nêu trong thông báo kết luận của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chiều 25 tháng 11. Đây là dự án metro thứ 2 của thành phố sau tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên chuẩn bị chạy thương mại vào ngày 22 tháng 12. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương sử dụng ngân sách thành phố để triển khai các phần việc tiếp theo của dự án thay vì dùng vốn ODA từ Ngân hàng Tái thiết Đức, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu và Ngân hàng Phát triển Châu Á như tính toán trước đây,
đồng thời bổ sung công trình kết nối tuyến tàu điện này với metro số 1 tại ga Bến Thành, quận 1. Để chuẩn bị cho việc triển khai, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh được giao phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án huy động vốn phù hợp. Việc này cần báo cáo lại Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 30 tháng 11. Được biết, tuyến metro Bến Thành - Tham Lương có mức đầu tư gần 47.900 tỷ đồng, dài hơn 11 km, trong đó hơn 9 km đi ngầm, còn lại chạy trên cao, chuyển tiếp và đường dẫn triple. Tuyến tàu điện này đi qua địa bàn 6 quận gồm quận 1, quận 3, quận 10, quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú, kết nối khu trung tâm về cửa ngõ phía Tây Bắc. Dự án được phê duyệt cách đây hơn chục năm qua nhiều lần điều chỉnh, hiện dự kiến hoàn thành năm 2030. Thiếu tướng giáo sư tiến sĩ khoa học thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vừa được bầu làm viện sĩ chính thức của Viện Hàn Lâm Khoa học Thế giới. Trong bức thư gửi giáo sư Nguyễn Thế Hoàng thông báo về quyết định của Viện Hàn Lâm Khoa học Thế giới, giáo sư tiến sĩ Wareza Abdul Karim cho biết, các thành viên Viện Hàn Lâm Khoa học Thế giới đã bầu thiếu tướng giáo sư tiến sĩ khoa học thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thế Hoàng làm viện sĩ chính thức của Viện vì sự tiến bộ khoa học ở các nước đang phát triển. Trong cuộc bầu chọn lần này, Viện Hàn Lâm Khoa học Thế giới đã bầu 74 viện sĩ mới. Đây là số viện sĩ được bầu chọn nhiều nhất trong lịch sử của Viện Hàn Lâm Khoa học Thế giới. Trong đó, Brazil và Trung Quốc là hai quốc gia có nhiều viện sĩ mới nhất là 10 người. Tiếp đó là Ấn Độ 9 người, Malaysia 7 người, Nam Phi 4 người, Bangladesh, Morocco, Pakistan mỗi nước có 3 người. Việt Nam, Cuba, Ai Cập, Hoa Kỳ mỗi nước có 2 người. Quyết định này có hiệu lực chính thức kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, nâng tổng số thành viên của tổ chức này lên 1.444 người. Được biết, lễ giới thiệu các thành viên mới của Viện Hàn Lâm Khoa học Thế giới sẽ được tổ chức trong hội nghị toàn thể tiếp theo của Đại hội đồng dự kiến diễn ra trong năm 2025. Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế mới với toàn bộ sản phẩm nhập khẩu vào Mỹ từ Trung Quốc, Mexico, Canada ngay khi nhậm chức. Tổng thống đắc cử Donald Trump đăng trên Truth Social ngày 25 tháng 11 với nội dung: vào ngày 20 tháng 11 năm sau, ông sẽ ký tất cả các giấy tờ cần thiết để áp mức thuế 25% với Mexico và Canada, áp dụng với toàn bộ sản phẩm họ xuất khẩu sang Mỹ. Đây là một phần trong loạt sắc lệnh hành pháp đầu tiên. Ông Trump khẳng định mức thuế trên sẽ duy trì tới khi Mexico, Canada siết chặt kiểm soát ma túy, nhất là fentanyl, và kiểm soát dòng người di cư đang vượt biên trái phép. Với Trung Quốc, ông Trump tuyên bố áp mức thuế bổ sung 10% với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vì lượng lớn ma túy, nhất là fentanyl, đang được chuyển vào Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh tới khi vấn đề này được giải quyết, mức thuế quan với hàng hóa Trung Quốc sẽ không thay đổi. Ông Trump nói Trung Quốc sẽ áp hình phạt kịch khung là tử hình với bất cứ tội phạm buôn bán ma túy nào. Nhưng thật không may điều ấy chưa xảy ra và ma túy đang tràn lan vào đất nước Mỹ, chủ yếu thông qua Mexico ở mức độ chưa từng thấy. Ngay từ khi tranh cử, ông Trump đã cam kết áp thuế nhập khẩu 10-20% với toàn bộ hàng hóa nước ngoài, trong đó có thể áp mức thuế lên tới 60% với hàng hóa Trung Quốc. Canada, Mexico và Trung Quốc đều là những đối tác thương mại lớn của Mỹ. Quân đội Nga thông báo vừa bắn hạ 8 tên lửa đạn đạo Ukraine khi Kiev tăng cường dùng vũ khí tầm xa tập kích lãnh thổ của Moscow. Trong tuyên bố ngày 25 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 8 tên lửa đạn đạo đối phương. Dù không nêu rõ chủng loại tên lửa hay địa điểm bắn hạ chúng, nhưng nhiều khả năng là tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất với tầm bắn tối đa 300 km. Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã bật đèn xanh để Ukraine sử dụng loại vũ khí này tập kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Nga và Ukraine gần đây leo thang sử dụng tên lửa tầm xa để tập kích mục tiêu của nhau. Tuần trước, Ukraine lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS vào kho đạn ở tỉnh Bryansk của Nga, khiến Moscow phản ứng dữ dội. Để đáp trả, Nga hôm 21 tháng 11 phóng tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn siêu vượt âm Oresnik vào thành phố Dnipro ở miền trung Ukraine.
Điện Kremlin tuyên bố vụ phóng tên lửa Oresnik là lời cảnh báo đến phương Tây khi họ liên tục phớt lờ thông điệp của Nga. Trong khi đó, quân đội Ukraine hôm nay 26 tháng 11 đã tiến hành đòn tập kích bằng máy bay không người lái UAV vào thị trấn biên giới Sabekino của Nga, khiến một người thiệt mạng. Lãnh đạo thị trấn Sabekino cho biết Ukraine còn pháo kích khu vực này, gây hư hại một số tòa nhà. Tổng thống Putin từng cảnh báo việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tập kích lãnh thổ Nga sẽ đẩy Mỹ và đồng minh vào cuộc chiến trực tiếp với Moscow, thêm rằng nước này sẽ đưa ra quyết định phù hợp để đáp trả.